Bản tin xin được mở đầu với những thông tin đáng chú ý của bóng đá quốc tế. Trong thời gian FIFA Day, UEFA Nations League sẽ trở lại khi mà các giải vô địch quốc gia sẽ nhường chỗ để thời điểm mà các đội tuyển quốc gia tập trung. Ngay từ vòng 1 của UEFA Nations League đã có một cuộc đấu đáng chú ý khi đội tuyển Pháp so tài với đội tuyển Italia. Và để chuẩn bị cho một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, các đội tuyển đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong 8 lần gặp nhau kể từ năm 2000, đội tuyển Pháp đã thắng 3, hòa 3 và thắng 2. Khi gặp đội tuyển Italia, vào thứ Bảy tuần này, hai đội sẽ gặp nhau ở trận mở màn chiến dịch Nations League. Là nhà vô địch mùa giải 2020-2021, đội tuyển Pháp đang hy vọng sẽ phục hồi sau thành tích kém cỏi của họ ở mùa giải trước. Đó là khi họ đứng thứ 3 ở bảng A1 và không thể vào bán kết. Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang chuẩn bị cho trận ra quân ở Nations League. Trong dịp FIFA Day này, đội đương kim vô địch châu Âu sẽ đối đầu với đội tuyển Serbia vào ngày 6 tháng 9 và đội tuyển Thụy Sĩ vào ngày 9 tháng 9. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente đã xác nhận rằng thủ môn Unai Simon và tiền đạo Alvaro Morata sẽ vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ Nacho và tiền vệ Mike Merino cũng vậy. Trước thêm lượt trận UEFA Nations League thì đội tuyển Đức đã công bố đội trưởng mới và cuối cùng chiếc băng đội trưởng đã trao cho một người đã được dự đoán trước đó, đó chính là Joshua Kimmich, cầu thủ đã từng làm đội phó của đội tuyển Đức tại Euro năm nay. Trong bối cảnh đội trưởng đội tuyển Đức Ilkay Gundogan cùng nhiều tuyển thủ kỳ cựu khác đã ra từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2024, thì mới đây huấn luyện viên Julian Nagelsmann vừa xác nhận Joshua Kimmich là đội trưởng mới của đội tuyển Đức. Ông Nagelsmann khẳng định Kimmich là người kế thừa hợp lý cho Gundogan trên cương vị đội trưởng đội tuyển quốc gia. Trước đó, Joshua Kimmich từng có cơ hội đeo băng đội trưởng đội tuyển Đức 17 lần trong 91 trận đấu quốc tế mà anh tham dự. Hai đội phó của đội tuyển Đức hiện tại sẽ là Antonio Rudiger và Kai Havertz. Trong lượt trận FIFA Day tháng 9, đội tuyển Đức sẽ có hai trận đấu với đội tuyển Hungary và đội tuyển Hà Lan tại UEFA Nations League lần lượt vào các ngày 8 tháng 9 và 11 tháng 9. Juventus sẽ cống hiến nhiều cầu thủ tham dự loạt trận UEFA Nations League và khoác áo đội tuyển quốc gia ở các cấp độ trong những ngày tới với tổng cộng 10 cầu thủ. Ba cầu thủ Juventus góp mặt trong đội hình đội tuyển Italia tại UEFA Nations League là Federico Gatti, Andrea Cambiasso và Nicolò Fagioli. Kenan Yedik khoác áo đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hai trận đầu tiên của UEFA Nations League. Ba cầu thủ Juventus khác là Danilo, Nico Gonzalez và Juan Caban thi đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Và có ba cầu thủ trẻ Juventus thi đấu ở vòng loại U21 Euro. Chúng tôi sẽ bắt đầu phần tin về bóng đá thế giới bằng một câu hỏi này thưa quý vị. Thông thường khi mà nhìn vào những chiếc cúp vô địch thì quý vị sẽ liên tưởng tới những tính từ như thế nào ạ? Đó có thể là chiến thắng, là bản lĩnh. Thế nhưng khi mà nhìn vào đây, chúng tôi xin phép được nói rằng đó là biểu tượng của sự thất bại và sự cố chấp. Sau trận thua 0-3 trước Liverpool vào buổi tối ngày hôm qua thì vợ của Casemiro đăng lên một tấm hình là những chiếc cúp của anh để cho thấy rằng là chồng của mình vẫn rất là giỏi giang, có nhiều chiếc cúp đẳng cấp thế nào sau những sai lầm vừa qua. Nhưng khi mà nhìn vào thất bại ngày hôm qua thì đúng là không ai có thể thương Casemiro được. Được thi đấu trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu với Liverpool, thế nhưng Manchester United đã thi nhau chuyển hỏng. Tiền vệ kỳ cựu Casemiro có một trận đấu đáng quên khi có hai tình huống để mất bóng, khiến đội bóng của anh nhận hai bàn thua trong hiệp 1. Những thay đổi của huấn luyện viên Erik ten Hag sau giờ nghỉ không phát huy hiệu quả và sang hiệp 2, đến lượt Kobbie Mainoo để mất bóng và Manchester United nhận bàn thua thứ 3 của trận đấu. Tôi không phải là Harry Potter, nên tôi không thể rút đội bóng thi đấu hay ngay lập tức. Mùa hè này đội bóng có rất nhiều thủ mới. Tôi cần thời gian để nghiên cứu và sắp xếp họ vào đội hình như thế nào cho hợp lý. Việc này có thể mất vài tuần hay thậm chí vài tháng. Thất bại 0-3 trong trận derby nước Anh khiến đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu và hiện xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trong khi Liverpool thì là một trong hai đội bóng bên cạnh Manchester City có thành tích toàn thắng từ đầu mùa. Báo The Telegraph gây ấn tượng với hình ảnh tỷ phú Jim Ratcliffe ôm mặt trên khán đài. Tờ báo này khá nặng lời về Manchester United với dòng tít: bài kiểm tra thực sự đầu tiên của Manchester United đã khép lại bằng một màn trình diễn không thể nào xem được. Báo thể thao ESPN trong ngày hôm nay phân tích sự khác biệt của trận đấu đến ở hàng tiền vệ. Nếu như hàng tiền vệ của Manchester United tỏ ra yếu ớt khi thường xuyên để mất bóng, thì hàng tiền vệ của Liverpool làm chủ trận đấu với sự cơ động của Gravenbeck và Mark Allister. Trang Daily Mail
chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag ở trận đấu này khi ông đã không sử dụng tân binh Manuel Ugarte sớm hơn. Thực tế, tiền vệ người Argentina không được đăng ký thi đấu ở màn so tài này và theo nhà cầm quân người Hà Lan, Manuel Ugarte cần thêm thời gian để hòa nhập cùng đội bóng. Casemiro đã nhận về nhiều chỉ trích sau màn trình diễn trên sân Old Trafford. Vợ của cầu thủ người Brazil nhanh chóng đáp trả những chỉ trích đó bằng một tấm hình trên mạng xã hội, một bức hình với rất nhiều danh hiệu để chứng tỏ đẳng cấp của cầu thủ 32 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu tại đây. Một điều khá đáng tiếc là thành phần của đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải đấu này không có được lực lượng mạnh nhất. Hôm qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển sang Trung Quốc. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh lựa chọn 23 cầu thủ và chia tay với 5 cái tên. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Khuất Văn Khang khi tiền vệ có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất trong đội, bỏ lỡ giải đấu sắp tới vì chấn thương. Sang đến Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có 2 ngày chuẩn bị trước khi bước vào giải đấu giao hữu gặp U22 Trung Quốc vào ngày 4 tháng 9, U22 Uzbekistan vào ngày 7 tháng 9 và cuối cùng là màn so tài với một đại diện Đông Nam Á, U22 Malaysia vào ngày 10 tháng 9. Vâng, chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý tới đội tuyển Việt Nam khi mà các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lúc này đang tập luyện xuyên những ngày lễ để có thể chuẩn bị cho những trận giao hữu quan trọng gặp đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga. Trước những đối thủ giao hữu rất mạnh này, một trong những tin tích cực đó là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang duy trì được sự háo hức cần thiết. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chiều qua diễn ra sớm hơn so với kế hoạch gần 1 tiếng đồng hồ. Sau trận đấu tập nội bộ, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò chủ yếu tập thả lỏng với các bài bổ trợ, tạo ra nhiều tiếng cười. Tinh thần của toàn đội lúc này là rất thoải mái và háo hức trước trận giao hữu với các đối thủ mạnh. Ưu tiên hàng đầu trong những ngày tới với đội tuyển Việt Nam là xây dựng được một bộ khung đội hình và lối chơi rõ ràng. Lần đầu tiên được đối đầu với đội tuyển Nga, một đội bóng đến từ châu Âu, sẽ là cơ hội tốt để học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý cho hành trình sắp tới mà gần nhất với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đó là AFF Cup. Thưa quý vị và các bạn, giải kickboxing vô địch quốc gia là giải đấu quan trọng nhất trong năm với môn thể thao này. Vậy nên đơn vị mạnh như là Hà Nội đang tập trung hết sức để có thể đạt được thành tích cao nhất tại giải vô địch quốc gia. Dù đang trong đợt nghỉ lễ, nhưng chẳng có ngày nghỉ nào dành cho các võ sĩ của đội kickboxing Hà Nội. Tất cả đang dồn sức cho giải vô địch quốc gia. Giải này, kickboxing Hà Nội sẽ tranh tài ở 19 hạng cân với mục tiêu tiếp tục duy trì vị trí số 1 toàn đoàn. Những gương mặt thành danh của kickboxing Hà Nội như Quang Huy, Doãn Long, Phương Thủy vẫn sẽ là những niềm hy vọng số 1, trong khi Bùi Yến Ly sẽ không dự giải này để tập trung cho công tác huấn luyện hướng tới giải Muay trẻ vô địch thế giới. Giải kickboxing vô địch quốc gia quy tụ hơn 300 võ sĩ đến từ 33 đoàn trên cả nước tham dự. Giải khởi tranh từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 9 tới.